Hello hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series Trading 101 của Coin 68 TV. Mình là Mộc Tính, admin nhóm 68 Trading, rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong series này. Và nếu như các bạn có follow mình trên nhóm 68 Trading thì chắc hẳn các bạn cũng biết tới cái chuyên mục là tầm này mua gì. Thì trong cái chuyên mục này mình có viết những cái bài viết, chọn ra những cái đồng coin mà tốt nhất về mặt cơ bản theo quan điểm của mình, cũng như là tốt về mặt phân tích kỹ thuật. Thì trong những cái bài viết này mình sẽ lông vào đó những cái phân tích kỹ thuật, những cái phân tích những cái vùng entry và những cái vùng là TB trong dài hạn của những đồng coin này. Và nếu như các bạn chưa biết tới chuyên mục này, chưa biết tới nhóm 68 Trading, hãy giúp mình là kéo xuống bên dưới là nhấn nút like video, subscribe kênh và kéo xuống thêm một chút nữa, các bạn sẽ thấy là cái link dẫn tới nhóm 68 Trading. Các bạn có thể tham gia nhóm và search với cái keyword là tầm này mua gì thì các bạn sẽ tìm được những cái bài viết của mình về những cái đồng coin này. Rồi thì cũng khá là lâu rồi kể từ cái bài viết đầu tiên của mình, cho nên là giá cũng đã di chuyển nhiều rồi. Có những cái đồng coin mà nó đã về vùng entry rồi, và cũng có những đồng coin đã tăng tới vùng là TB1 rồi. Cho nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn là cập nhật lại những cái chuyển biến về giá của những đồng coin này, để xem là liệu chúng ta có thể là tìm được những cái vùng nào khác, hoặc là những cái vùng mà TB gần nhất được hay không. Rồi chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Trước khi mà phân tích thị trường nói chung á, thì chúng ta hãy cùng nhau là quan sát qua, tất nhiên là quan sát qua Bitcoin và Bitcoin Dominant để phân tích những đồng altcoin này rồi. Thì chúng ta vừa trải qua một cái giai đoạn là nhiều tuần liên tục, tổng cộng là ở đây chúng ta có 4 tuần, 3 tuần rồi. Và nếu mà tính luôn tuần này là 4 tuần tăng liên tục của Bitcoin. Bitcoin nó tăng trưởng từ mức giá là 29.000 lên mức giá là tối đa là 46.700. Thì trong cái khoảng giá này, như những cái nhận định của mình trước đây á, quan điểm của mình là giá Bitcoin nó chỉ đi tới khu vực là 42-43.000. Đấy, sau khi đi nhịp ABCD nó đi 42-43.000 thì nó đang đi hoàn thành cái sóng B, sau đó nó sẽ đi một cái nhịp sóng C về cái vùng là từ 27.400 cho đến 24.200 là sóng C ở đây. Tuy nhiên á, tại cái vùng giá là 29.000 này á, giá Bitcoin nó đã không có sụp xuống đây để chúng ta có sóng năm cục này, sóng E cục ở đây, mà chúng ta cũng rồi thì chúng ta có thể dời qua đây, đúng không? Thì tới đây á, giá của Bitcoin nó lại không tuột xuống cái vùng 27.000 lần nữa, cho nên quan điểm của mình ở đây á, là những cái nhận định trước đây của mình á, nó có một cái chút sai lệch và nó không còn chính xác nữa. Cho nên những nhận định sóng ABC, có thể là sóng ABC nó đã kết thúc trước đây rồi, và hiện tại chúng ta đang đón chào một cái bước sóng mới. Thì bước sóng mới như thế nào chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại nha. Rồi, rất có thể là cái nhịp ABC nó đã hoàn thành khi mà giá nó đã di chuyển tới cái khu vực này rồi. Đây, A, B và C. Thì để chắc chắn rằng là nhịp C nó đi có đúng hay không, chúng ta có thể dùng một cái Fibonacci extension để xem nhịp C nó có đi chuẩn không nha. Rồi, thì ở C đây nó cũng đúng ngay 1.618. Cho nên ok, mình có thể xem đây là nhịp C. Và hiện tại là sau khi nhịp C thì nó sẽ bắt đầu lại một cái sóng 1 mới trong một cái sóng lớn. Thì nếu chúng ta có thể đếm là nhịp 1, 2, 3, 4 và 5. Đây, đếm lại cái nhịp mới là 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, sau khi đi cái nhịp 1, 2, 4, 5 thì tất nhiên là sẽ đi tiếp một cái nhịp hiệu chỉnh. Mà ở đây là một cái nhịp ABC giảm lớn, thì tất nhiên là ở đây 1, 2, 4, 5 này nó chỉ là một cái nhịp một nhỏ thôi. Cho nên khi mà đi cái nhịp hiệu chỉnh đó, thường sóng 1 bước tới sóng 2 thì sóng 2 thường nó hiệu chỉnh khoảng từ 50-60% sóng 1, bởi vì trong quá trình mà tăng chủ của sóng 1 á, là nó bao gồm là rất là nhiều nghi ngờ và hàm nghi, thì tất cả những cái nghi ngờ này nó sẽ được thể hiện qua trong sóng 2, thì giá nó sẽ giảm khá là nhiều so với cái mức giá ban đầu. Nếu chúng ta đo như vậy thì chúng ta có thể đo được là hai cái mức giá là 37 và 35.500 sẽ là hai mức giá mà chúng ta có thể bắt đầu mua để tiến vào cái nhịp 3 tiếp theo. Đấy, thì để mà bước vào cái nhịp 3 thì chúng ta có thể dùng Fibonacci extension để chúng ta có thể đo.
liệu rằng là giá nó có thể là tăng trưởng trong cái đợt dịch này tới bao xa. Đây, kéo giờ cho là 61.8% thì mình nghĩ là như vậy, thì giá nó có thể tiến về khu vực là 65 nè, 83 nè, và 102.000, 115.000. Nghĩa là nhịp lớn này sẽ đi tới đây luôn. Rồi, nhịp 3 nó sẽ đi tới đây, khu vực là 1.618 hoặc là 83.932. Rồi ở đây. Đấy. Thì sau khi tăng trưởng như vậy, đây, giá nó sẽ từ cái nhịp sóng 5 này nó đi, đây mình chỉnh cái này cho nó sóng, nhịp sóng nhỏ cho nó đúng nha. Minute đi. Sub micro. Ok. Hai sóng 5 đúng không? Thì chúng ta sẽ đi tiếp là nhịp ABC. A B C. Rồi, chỉnh sub micro luôn cho nó đồng bộ nha. Rồi, sub micro. Sau khi đi nhịp này xong á là chúng ta có được cái nhịp 1. Nhịp 1 2 3 4 và sóng 5 đi tới đây. Rồi, mình sẽ view cái nhịp sóng cho anh em dễ xem ha. Sub micro ha. Sai cỏ đi. Rồi, ok. Thì các anh em thấy ha. Đây, cái này nhịp 1, 2, 3, 4, 5. Sau đây ABC. ABC hiện ra luôn nè. Tại vì nó chưa đi. Rồi, ABC ở đây thì nó là hoàn thành nhịp 2. Sau đó nó tiến tới cái nhịp 3. Thì chúng ta đã dùng Fibo đo được. Xong rồi chúng ta sẽ dùng là tiếp tục là có thể là dùng Fibo để chúng ta đo được cái nhịp sóng 4 này liệu xem nó hiệu chỉnh bao nhiêu. Thì thường nhịp sóng 4 này hiệu chỉnh không nhiều, khoảng từ 38.2% cho tới 50% thôi, cho nên chúng ta có thể đặt ở đây. Đấy, và tuy là không nhiều nhưng mà nó đi rất là phức tạp, có thể đi nhịp sóng 5, sóng ABCDE để hiệu chỉnh của sóng 4 này. Rồi sau đó cuối cùng khoảng cuối năm nay thì theo mình dự đoán là nó sẽ tiến về 115.000. Đấy. Thì với những cái chuyển biến như vậy thì chúng ta có những cái phân tích như thế nào về giá nha. Ok, tiếp tục với Bitcoin Dominant. Bitcoin Dominant thì theo quan điểm của mình như trước là khi mà nó đi xuống đây, lên đây, nó sẽ xuống đây đúng không? Và hiện tại thì chúng ta đang trong cái nêm mà chúng ta có thể dễ thấy là giá nó đang cố gắng vượt qua cái nêm, đã vượt qua rồi và bật lên lại rồi. Cho nên nếu như giả sử ở đây cái trường hợp là nó phá cái nêm này xuống luôn thì giá này đi tới đâu? Nếu như phá cái nêm này theo mình dự đoán thì nó vẫn sẽ không xuống trực tiếp 26.57 mà nó sẽ đi như vậy. Nó đi tới đây, tầm khu vực này, xong nó sẽ bật lên lại. Đây, giá nó từ đây nó sẽ bật lên đây. Cho nó vẫn phải tiến về khu vực từ 52 đến 57 trước khi nó có thể bước vào một cái đà tăng trưởng mới, cho nên là nó phải xuống đây hoặc là có thể là somehow là nó xuống sâu hơn một chút tới đây. Anh em nếu mà vào hàng thời điểm này á, thì có thể là cá sao gao vò hai cái thời điểm này trước khi nó tăng lên đây. Nhưng mà cái quan điểm của mình vừa rồi là Bitcoin nó sẽ hiệu chỉnh rồi, cho nên là trường hợp này mình nghĩ là sẽ không xảy ra. Đấy, nếu mà nó lên đây thì mình nó sẽ xuống đây, nhưng mà mình nghĩ là trường hợp này nó sẽ không xảy ra mà vẫn đi như cái nhận định của trước đây của mình á, là đi từ chỗ này nè lên 52, 57. Đó, chắc nghĩ mình nghĩ 52 cùng 52 xong rồi từ 52 này nó mới trả về khu vực là 26. Đấy, thì ở đây chúng ta mới có một cái nhịp ascension dài nè. Vừa rồi á, từ 49 lên 45 ấy, xuống 45 thì chúng ta đã chứng kiến nhiều anh con là nhân 2 nhân 3. Đấy, mặc dù Bitcoin tăng khoảng 30% thì anh con đã nhân 2 nhân 3 trong khoảng thời gian này rồi, thì rất có thể từ đây lên đây thì anh con sẽ chia 2 một lần nữa nếu mà Bitcoin giữ giá tốt. Thì mình nghĩ vậy. Rồi, rồi tiếp theo sẽ là cái đồng là Near, tầm này mua gì số 2. Thì trong cái đợt trước mình đã phân tích sóng là nó đang đi nhịp 2, 3, 4, 5. 5 cái nhịp 5 thì nó sẽ về có 3 cái vùng entry mình cho mọi người là 1.65, 1.33 và 0.6. Thì nó đã không về tới 1.33 mà nó về 1.65, nó bật lên luôn rồi. Đấy, và cũng giống như Bitcoin thì mình nghĩ là nó đang đi cái nhịp 1 đầu tiên của một cái nhịp mới. Cho nên ở đây mình sẽ dùng Fibo để đo.
Mình đo ở đây mình có hai cái vùng entry khác. Đó là hai cái vùng ở 0.5 và 0.6. 0.5 0.6. Anh em có thể mua lại con NIR này ở 2.5 và 2.3 để có thể đón một cái nhịp tăng tiếp theo. Các anh em thấy không? Là vừa rồi nó tăng lên lại đây nè. Nó đã gần cái khu vực này rồi, nó đã bật xuống rồi, bắt đầu có dấu hiệu hiệu chỉnh rồi đó. Thì mình phải mua vô thôi. Vẫn cứ mua vô như bình thường thôi, không phải lo. Nhưng mà anh em không còn phải vội vàng vào hết 100%, mà hãy chia cái vốn của mình. Chia vốn của mình ra. Chia vốn mình ra thành nhiều phần để chúng ta có thể là đi từ từ, từ nhịp cho với thị trường. Nếu như thị trường có nhiều cái biến chuyển khác á, thì mình luôn luôn có một cái phần vốn phòng hộ để mình có thể là bắt đáy và mình chốt lợi ngay lập tức để kiếm được cái mức lợi nhuận ngắn. Đấy. Rồi là con NIR. Đấy, như các anh em thấy là về cái chạc ngày đi thì Bitcoin cái chỉ số RSI nó cũng khá cao, hiện tăng 73 thì hiệu chỉnh cũng là tất yếu. Thở ở đây cũng có hai cái đỉnh nè, cho nên mình nghĩ sẽ hiệu chỉnh về đây trước khi tăng lên tiếp. Rồi, hai cái vùng entry mà chúng ta có thể mua con NIR là 2.3 và 2.5. Tiếp theo sau đó là ETH. Thì ETH hôm trước mình có view trong tầm này mua gì là ETH từ cái vùng giá là 2.300 nó sẽ về ba vùng giá là 1.600, 1.500 và 1.300. Nhưng mà mình nghĩ là mình có ba cái entry lận, ở đây có 1.600 nữa, nhưng mà mình không có vẽ trên cái hình này. Thì nhưng mà nó không về đây rồi, nó bật lên rồi. Và trên nhóm khi mà nó phá vào cái khu vực này, mình cũng có nhắc anh em là anh em có thể lướt ngắn khi mà mua giá của ETH đoạn 2.300 mua lên 2.800. Đấy, thì đây là mình nghĩ là nên chốt rồi, nhưng mà không ngờ là bởi vì thị trường nó FOMO và có nhiều cái sự chuyển biến tích cực từ Bitcoin, cho nên là ETH đã vô tình là phá bỏ cái vùng này rồi, và bắt đầu bây giờ cũng đang có bắt đầu có dấu hiệu hiệu chỉnh rồi, cho nên mình nghĩ là mình sẽ có tìm một cái vùng entry khác cho anh em. Entry khác cho anh em thì dẫn đó Fibo thôi, đơn giản. Nếu anh em có thể nếu mà phát hiện cái sóng 1, sóng 3, sóng 5 thì chúng ta không cần vội mà bắt đỉnh bán đỉnh đâu. Hoặc là chúng ta không cần vội vào hàng khi mà đỉnh đâu. Chúng ta đợi nó hiệu chỉnh xong rồi chúng ta tìm những cái vùng mà vùng giá của Fibo chúng ta mua vào thôi. Ví dụ như nếu chúng ta mua 0.5 đúng không? Mà giá nó vẫn cứ tiếp tục giảm thì sao? Chúng ta mua thêm ở 0.618. Đấy, và nếu mà giá tiếp tục giảm thì sao? Cái entry cuối cùng mình nghĩ là sau khi mua hai này xong thì mình nghĩ là phải cân nhắc là 0.786. Đấy. Đây ha, ba mức giá là 2.400, 2.200 và 2.000. Thì cứ thoải mái hơn em. Mình cứ nghĩa là mình quan điểm là mình là chơi dài hạn, chơi làm sao cho nó an toàn. Cho nên lúc nào mình cũng phải giữ một cái phần vốn, khi mà giá càng xuống mình càng mua. Không việc gì phải ngại hết. Theo quan điểm của mình, bây giờ là uptrend rồi. Bây giờ mình không còn phải lo nữa. Khi mà giá nó phá 43.000 với cái lực mạnh mẽ như vậy thì mình nghĩ là hiệu chỉnh vẫn là sự tất yếu, nhưng mà cái xu hướng nó đã thay đổi thành xu hướng tăng rồi, và chúng ta hoàn toàn có những cái kỳ vọng tích cực về giá của Bitcoin và giá cả thị trường này trong dài hạn. Rồi, thì ETH là 2.500 nha, 2.500, 2.300 và 2.000. Rồi, tiếp tục tới với Matic. Thì ở đây Matic thì cũng chạm entry 1 của mình. Đây, từ giá là 1.26 chạm entry 1 là 0.68 mà xuống sâu hơn một chút, sau đó bật lên luôn. Thì ở đây mình đo Fibo tiếp. Anh em cứ giống như mình đo Fibo xong rồi mình mua thôi. Đây, sao 0.5 với 0.618 là từ 1 đô cho tới 0.95. Rồi mình mua thôi. Đó, cứ tới hai khu vực này mình sẽ mua. Không có gì phải ngại hết. Mình biết là anh em cũng đợi chờ giống như mình, tránh việc FOMO thị trường này cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì mình giả sử như mình phải mua đây, nhưng mà lúc nào nó cũng trong cái xu hướng tăng thì làm sao mình mua được. Thà mình mua ở khi mà nó hiệu chỉnh, hiểu đó, mình có thể tự tin là sau khi hiệu chỉnh này nó tăng tiếp. Chứ bây giờ mình mua trên đây đi, thì bây giờ mình khi mà giá nó xuống ở đây mình rất là lo lắng nha. Giả sử như giá từ 1.44 mà về 0.95 là nó mất khoảng 30% rồi, mà mình vào mình vốn mình mất 30% thì mình cũng sót đúng không? Tất nhiên là như vậy, cho nên là nếu mình chơi mà mình muốn vững tâm thì mình cứ lựa thời điểm khi mà nó hiệu chỉnh mình mua. Ở đây có giá là 1.05 với lại 0.95. Rồi, ok, tiếp tục tới với tới entry. TB vẫn như cũ nha anh em. Vị này nó chạm vùng entry này rồi cho nên TB vẫn như cũ. Rồi, Solana.
Solana thì chắc con này cũng khá là ảo, khi mà mình cho anh em những cái chạc mà vẽ nó cũng khá là ảo, khi mà Sol nó tăng lên rồi giảm xuống rồi tăng lên đúng không, thì ở đây nó cũng đi đúng cái nhịp là tăng lên giảm xuống rồi tăng lên nè, nhưng mà nó không có tăng lên tới chỗ này mà nó tăng lên tới chỗ này thôi. Đấy thì mình vẫn giữ cái hình này như cũ thôi, mình cho anh em là entry khoảng 18 đô để mua, nhưng mà nó không về tới đây rồi, cho nên là coi như mình miss cái entry này rồi, mình tìm một cái entry khác cho anh em nha. Đây thì mình nghĩ là quanh khu vực 30 cho đến 32 nó gì về test lại cái đường trend line này nè là ok đó, anh em có thể vào hàng. Đây 32 với lại 30 cứ tương tự thôi, khi mà mình đi sóng 1 thì khoảng từ 50 đến 60%, thậm chí là đôi khi thì tới 70-80%, bởi vì như mình nói đó, cái sự nghi ngờ trong sóng 1 nó sẽ được trả vào sóng 2. Anh em nào mà mua mà không có niềm tin đó, thì mình sẽ bán hết thôi. Đến khi nào mình mua mà mình có niềm tin tuyệt đối là nó sẽ tăng á, mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ không bán non, tại vì mình tin là nó tăng, nó hiệu chỉnh là hiệu chỉnh trong ngắn hạn thôi. Đấy, khi mà anh em đã mua rồi thì giúp mình là đặt cái niềm tin vào đó giùm mình. Rồi ok, tiếp theo là con BNB. BNB này mình vẽ cũng khá là giống con Solana khi mình vẽ tăng lên rồi vẽ xuống đây, nhưng mà nó không đi như vậy, nó đi nó chạm về cái vùng entry 1 của mình là 261 rồi nó mới tăng lên vùng 280 này. Mình cũng share trên nhóm anh em là nếu mà về 380 thì anh em nên chốt lời đi, thì có thể là những anh em mà theo mình lên 380 chốt lời thì cũng kiếm được ít lợi nhuận. Nhưng mình á, mình không có mua BNB, mình mua mấy con khác. Rồi Dot là một trong những con mình mua, bởi vì mình cho cái entry nó cũng, entry 1 nó cũng khá là non, khi mà vừa vẽ xong thì nó về entry 1 luôn, về luôn entry 2 luôn. Mình cũng khá sợ, mình mua lên đây, mình mua đoạn này, mình tăng lên đây, mình bán hết rồi. Đó, cho nên là mình mua mà mình không đặt cái niềm tin của mình vào, mình sẽ bán non như vậy đấy. Tại vì mình vẽ 3 entry mà mình hy vọng là Bitcoin Dominant nó sẽ tăng nhiều hơn. Đấy, và nhiều Bitcoin nó sẽ giảm sâu hơn, cho nên mình bán non hết. Đấy, chính vì vậy mình không có đặt niềm tin, bây giờ mình phải mua lại mức giá cao hơn nè anh em. Nhưng mà anh em cứ tin mình đi, mình một khi mình đã mua với cái niềm tin đó, thì mình sẽ hold to target. Ok, 0.5 0.618. Rồi ở đây mình có 16.4 đô và 15 đô. Sau khi mua 2 entry này xong, chúng ta sẽ chốt lời ở mức 57 và 86 đô. Với con Dot này mình nghĩ rất là tiềm năng, bởi vì khoảng thời gian trước lúc mà mọi người FOMO con Dot á, nó thực ra là nó chưa có gì, nhưng mà mọi người vẫn rất là FOMO cái đồng tiền này, tăng giá rất là nhiều, tăng giá như anh em thấy này nha. Mình biết tới Dot và mình mua Dot từ lúc mà giá nó khoảng 5-6 đô, và tới khoảng 10-20 đô là mình đã bán hết rồi. Nhưng mà để thị trường nó đẩy lên tới mức 50 đô cơ, mặc dù lúc đó là mình nghĩ là Dot vẫn chưa có gì. Đến sau này bắt đầu mình, sau khi mà Dot nó đã có một cái khoảng thời gian mà build cái sản phẩm nó tốt hơn rồi đó, và cũng có nhiều cái sản phẩm mà xây dựng trên hệ sinh thái của Dot đó, thì mình nghĩ là nếu như Dot nó bắt đầu là cho những cái dự án mà hiện tại bây giờ là có Akala, thì mình nhớ là Akala đã có được một cái sidechain của con Dot rồi, thì mình nghĩ là trong 2 ngày sắp tới thì nếu mà nhiều đồng coin khác mà sử dụng cái sidechain của Polkadot mà đấu giá thì chắc chắn là giá của Dot nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn rất là nhiều, tới 58 đô. Đấy. Tiếp theo sau đó là CHR, một con mà mình đánh giá là khá là tiềm năng, khi mà nó biết bắt rất là đúng trend, khi mà trước đây á, khi mà nó đã làm về cả DeFi, vẫn làm Layer 2, và bây giờ hiện tại đang là nó có xu hướng là tập trung hướng về cái việc là làm một cái blockchain cho gaming, thì sắp tới là có con Alice sẽ launch trên CHR. Thì tụi mình cũng có làm một cái video đánh giá con CHR và mình sẽ để link ngay bên dưới nếu các bạn có thể quan tâm và xem cái video đó. Ok, thì con này mình view là nó sẽ lên đây xuống đây rồi mình mới tăng lên tiếp, tuy nhiên là nó sẽ không xuống mà nó đã tăng luôn rồi, cho nên là cái nhận định lúc đó mình không chuẩn nữa. Đấy, thì như các bạn thấy nha, nó con này nó đi trước thị trường một nhịp, cho nên khi mà thị trường nó đang ở đây nè thì nó đã đi tới đây rồi. Đây, và nó đang đi sóng A nè, sóng B nè, thấy không, 382, 236 sẽ xuống về khoảng 0.26 với 0.22, thì đây mình mua vô thôi. Đây, tại hơn khu vực giá này mình mua vô, xong rồi lên tới 125 đô mình bán.
CFR mình đánh giá một con rất là tiềm năng, biết cách follow trend và đi rất là đúng trend. Đấy, và trend gaming mình nghĩ là, như các bạn xem video về AC Infinity mình nhận định đó, là cái trend gaming và trend AC Infinity nó không dừng lại đó. Thì lúc mà mình phân tích là giá AC Infinity nó $38, mình view là về $28 xong sẽ tăng lên đến 100 mấy chục đô, đúng không? Thì vừa rồi nó không về tới $28 nhưng mà nó cũng tăng đến 70-80 đô rồi, có thể là nó bắt đầu đang đi cái nhịp tiếp theo luôn đó. Rồi tiếp tục là con rút. Con rút này hiện tại là trên sàn Binance nó, xin lỗi mọi người, mình xóa bớt cái này nha, trên sàn Binance nó không có. Mình cho mọi người cái entry là giá là 80-50, mình nghĩ đó là hơi sâu rồi. Khi mình cố gắng bắt đáy ở đây thì nó không về tới, nó đi tới đây rồi nó lên luôn rồi. Cho nên nếu mà chúng ta có thể chờ mua thì mình nghĩ là những cái vùng này nè, mình nhìn nó vẫn như là dường như là nó chưa đi hết sóng đâu, chưa đi hết sóng đâu anh em. Thì nếu như anh em muốn FOMO á thì vẫn bắt như những con khác ở không chấm chỗ này, đây cái đoạn này nó lên tới 75 mà, thì có thể mua ở 173-156. Tuy nhiên mình vẫn nhắc nhở anh em luôn, à con này dường như nó chưa đi hết sóng được, rất có thể là nó sẽ về khoảng 80-50 một lần nữa đó, nó không lên vội được đâu. Đây mình hy vọng là nó sẽ xuống trước khi nó lên. Còn nếu như anh em nào FOMO không muốn bỏ lỡ cơ hội thì có thể mua ở hai khu vực này, mà từ hai khu vực này tới xuống đây có thể là chia 2, chia 3 đó anh em, cẩn thận nha. Mình thì có thể là mình sẽ bỏ qua con này, mặc dù là cái tiềm năng của nó rất là cao trong dài hạn, nhưng mà mình sẽ có thể là bỏ qua con này, hoặc là nó có thể lên đây nè, xong nó sẽ xuống đây rồi nó mới lên tiếp. Con này nó hơi lạ nha, mình chậm một xíu nhưng mà chắc anh em chậm một xíu nhưng mà chắc à tới đây. Ờ à, nó về đây thì nó cũng ok anh em, vậy thì chờ thôi. 155-171 với lại 80, rồi tiếp tục chốt nó ở 371-580-900 và 1.300. Con này mình nghĩ rất là tiềm năng. Nếu mà anh em chưa có tài khoản FTX thì có thể là kéo xuống bên dưới, mình đang có chương trình là so tài trading á. Thì khi mà anh em giao dịch ở sàn FTX á, mà anh em đăng ảnh lên trên nhóm 68 trading thì anh em có cơ hội là nhận được $50 mỗi tuần. Thì event này diễn ra trong nhiều tuần cho nên là mỗi tuần sẽ có một anh em may mắn nhận được $50. Anh em cứ tham gia thôi, nếu mà anh em may mắn thì có thể đâu đó nhận được $50, đúng không nào? Rồi tiếp theo là con Sushi. Sushi là một con mình khá là thích. Khi mình có cho anh em hai cái entry là có thể là $6 với lại 3.33 trong cái chương một tầng này mua gì á, mình vẽ như vậy, nhưng mà mình cho hai cái entry như vậy. Thì ở đây nó lúc mình vẽ á là nó nằm ở ngay cái entry luôn, lúc thị trường đang down ngay cái entry luôn. Thì mình cũng mua một chút. Nhưng mà với cái niềm tin của mình đó, như mình nói với anh em á, mình niềm tin của mình là Bitcoin nó về 27.000 và BTC Dom nó sẽ tăng lên rất là nhiều nữa, cho nên là mình đã bán non anh em à. Mình mua ở $6, mình chốt hình như là ở đâu đó khoảng $8, chốt hết luôn, mình không giữ là một tí nào cả. Mặc dù entry của mình là entry hold nhưng mà mình không đủ niềm tin, thành ra mình bán non hết. Rồi với con này thì đi đủ sống anh em, tăng thôi như những con khác, cứ mua giúp mình ở 0.5 và 0.6. Rồi mua giúp mình ở 0.5 và 0.6 ở hai cái này có mức giá là $9 và 8.5. Vậy thì cứ mua hai vùng này, rồi nếu mà nó về sâu hơn thì chúng ta có thể mua thêm ở 7.4, và nếu mà sâu hơn $6 thì có thể hy vọng là mua thêm ở $3. Nhưng mà mình nghĩ là không có giảm nhiều nữa, như vậy tầm này thôi, 8.5 tới cùng lắm là 7.4, khả năng là 7.4. đấy, thì cứ chia ra ba móc mà mình có thể vào tiền. Ví dụ mình có 10 con thì anh em chọn ra khoảng 3 con để vào thôi, và mỗi con mình vào 30% vốn, đúng không? Thì 30% đó là 10% cho mỗi entry, cứ đụng entry mình mua, đụng entry mình mua, chứ mình không cần phải vội tới đây mình mua một lúc. Mình mua thì mình mua từ từ, nhưng mà lúc mình chốt thì mình nên mua, thì lúc càng giảm thì mình càng mua, mà càng tăng thì mình sẽ càng bán. Đó, cái quan điểm của mình như vậy. Thì lúc nào anh em cũng có thể là nắm bắt được cái xu thế của thị trường, chứ đừng có bán lúc thị trường giảm mà mua lúc thị trường tăng. Đấy, tất nhiên là để mà làm được như vậy thì anh em luôn phải có niềm tin. Nếu mà anh em không tin vào mình thì anh em hãy tin vào bản thân mình,
đó. Nếu mà mình đánh giá con này tốt thì mình cứ mua và mình hold nó dài hạn đó. Còn nếu như anh em có thể là tìm được những cái bộ NG nào khác hoặc là những cái đồng con nào hay hơn, có thể giúp mình là cầm ngay bên dưới, đừng có hình là mình có thể đưa nó vào những cái danh sách tiếp theo của tầm này mua gì. Và cái chuyên mục này mình đăng hàng tuần thôi, cứ một tuần thì mình đăng một hai bài đấy. Tiếp theo là con Linh, con này mình mới vẽ đây thì mình có hai vùng mạng tri là 20.1 với 21 và 14.4. Bây giờ đây nó cũng bắt đầu hiệu chỉnh những con khác, là như anh em thấy nè, trong khoảng thời gian vừa qua con này nó không mấy gì FOMO, khi mà nó vừa chạm 70 là giảm, mà cho nên là ở đây á chúng ta có thể là chờ mua những vùng này. Và hiện tại là mình nghĩ là vẫn đang chưa có dấu hiệu FOMO, và nếu như con này có dấu hiệu FOMO thì mình nghĩ là sẽ tăng rất là mạnh. Tại con này á là hiện tại bây giờ nó là một cái con Oracle mà đang top thị trường, top 1 Oracle thị trường, và cái thị phần của nó chiếm gần như là khoảng gấp nhiều lần so với cả phần còn lại của những hàng Oracle khác đấy. Về cái độ kinh nghiệm và dày dặn của team thì mình nghĩ là rất là ok. Và thứ hai nữa là nó đang làm một cái layer 2. Cái layer 2 là gì? Layer 2 nó giống như Polygon vậy đấy anh em. Nó chạy trên ETH đấy, và nó sử dụng phí là ETH và phí một phần phí khác là phí Oracle là trả bằng Link. Vậy nên cho nên là đôi khi phí nó cũng mắc hơn một chút so với những cái layer 2 khác như là Polygon hay là Optimism. Nhưng mà rẻ hơn ETH nha anh em, rẻ hơn bởi vì nó layer 2. Nó luôn là cái giải pháp là scaling, cho nên là nó sẽ rẻ hơn ETH, tất nhiên là phải như vậy. Nếu mà không rẻ hơn ETH thì không ai dùng, người ta dùng ETH hết rồi. Đấy. Cho nên là con này rất là tiềm năng và biết cách bắt đúng trend. Đấy, mình có thể mua ở $21 và $14.4. Rồi. Và như vừa rồi chúng ta đã vừa phân tích lại tổng cộng là 11 cái đồng của chiến một là tầm này mua gì rồi, đúng không nào? Mình hy vọng là trong cái video này các bạn cũng đã tìm được những cái vùng là mua vùng bán cho mình rồi. Đối với những các bạn mà các bạn quan tâm những cái đồng coin nào các bạn muốn nó mình thêm nó vào cái chuyên mục là tầm này mua gì, thì hãy giúp mình là kéo xuống bên dưới và comment ngay bên dưới cái tên đồng coin mà các bạn quan tâm nha. Rồi, nếu như các bạn chưa tìm được cái đồng coin mà mình muốn mua hay bán, các bạn có thể là tham gia nhóm 68 Trading, mình sẽ để link ngay bên dưới, và search cái chuyên mục là tầm này mua gì để biết đến những cái đồng coin này. Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ nó để với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của series Trading 101 tại Coin68 TV.